chào các bác. Bác các bác là ba con đầu đĩa MD, chức năng giải mã của Pioneer mã là D5. Loại này không dùng đĩa mồi, nhưng dòng D7 là dùng đĩa mồi, các bác phải biết điều đấy nha. Tôi nhắc các bác lưu ý. Và đây tôi bán giá 6 triệu đồng một con. Đây, bấm vào đây xem có đĩa ra không. Không có đĩa đúng không? Muốn giải mã các bác ấn vào input selector này, chọn tín hiệu vào, tôi đang cắm vào đường quang số 1 và bấm vào dark mode này. Đấy, bấm vào dark mode sẽ nhận tín hiệu giải mã. Loại này có hai màu, con này nó màu nhạt hơn, con trên màu vàng chanh. Loại này thì tôi đã bán rồi, cách đây khoảng 1 tháng tôi đã bán một con. Lần này nhập được 3 con liên tiếp. Chức năng chạy đĩa MD giải mã. Nói luôn các bác, khi đã chơi giải mã thì quên luôn cái đĩa đi, đừng có nghĩ đĩa là gì. Thích đĩa thì mua đầu đĩa mà chơi. Đã chơi giải mã còn đĩa là gì. Đây, điển hình như một con đầu giải mã đây. Hàng cực kỳ cao cấp của Mazan này. Con này có 14 triệu các bác nhá. Sản xuất tại Trung Quốc ấy. Nếu ai mà sợ Trung Quốc không buộc đâu. Có 14 triệu thôi, Mazan. Mã là 7004. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Tất cả những con đầu giải mã này nó là hàng mạng. Có lần tôi đã nói với các bác là hàng mạng như nào rồi. Hàng mạng là hàng đấu giá trực tiếp ở cái trang web của Nhật Bản, bên Nhật. Nghĩa là người Việt Nam mình đấu giá, xong nó mua, mua thì nó gửi qua dịch vụ vận chuyển về, chứ không phải là hàng bãi. Nó trên hàng bãi một cấp, nghĩa là nó cũng là hàng cũ. Nhưng nó là hàng mạng thì nó được tuyển chọn, nó không phải lưu kho. Nghĩa là bên Nhật người ta tuyển chọn, người ta trưng bày cửa hàng. Ở những cái con này là nó ở cửa hàng bán đồ âm thanh của Nhật nó bán lại cho mình, chứ không phải là nó thu gom hàng cũ như hàng bãi. Nên nhớ điều đấy các bác nhá. Nghĩa nó trên hàng bãi một cấp, nhưng nó vẫn là hàng cũ, nhưng nó là hàng mạng. Hàng ở các cửa hàng bán đồ cũ của Nhật người ta sưu tầm, chứ không phải nhặt xô bồ như hàng bãi. Hàng bãi thì nó có hàng rất đẹp, nhưng tùy hàng đẹp thì nó đắt. Những con này thì đều sản, con này sản xuất tại Malai, ba con này đều sản xuất tại Malai. Bởi vì nó, tại sao nó sản xuất tại nước thứ hai, thứ ba? Bởi vì nó là hàng đời cao, hàng đầu giải mã nên bắt buộc là phải những năm gần đây thì nó phải đặt công ty ở nước thứ hai, thứ ba, vậy thôi. Cũng thỉnh thoảng có những model nó sản xuất tại Nhật, nhưng chuyện đó quên đi các bác nha. Mình quan tâm là gì? Bởi vì đây nó là hàng mang về Nhật rồi, điện 100V. Kể cả con đầu Mazan kia của tôi rồi, 14 triệu đồng. Nó sản xuất tại Trung Quốc đấy. Nó chạy USB thôi. Làm DAC dạng USB. Lúc nào tôi sẽ làm một video mở con đầu giải mã Mazan để mời các bác xem. Đây, ba con như nhau. Đường vào, đường ra. Đường vào analog, đường ra analog. Nó có 3 tín đây, chế độ giải mã. Giải mã đường analog, giải mã đường coaxial là đường đầu trục, giải mã đường quang và đây là đường quang ra. Đây là thông số kỹ thuật bên cạnh này. 6 triệu đồng một con, hàng bãi nguyên zin, hàng mạng nguyên zin. Tôi cứ gọi hàng bãi như cho quen mồm. Hàng bãi nguyên zin 100%. Bắt đọc tốt. Đấy, khi giải mã thì mình ấn đây. Tôi đang lấy tín hiệu từ một thiết bị có quang sang. Ôm mộng mơ của tuổi xuân về, tình yêu đầu mong nhớ thơ than. Đã lâu lắm rồi tôi không về thăm người con gái miền quê. Thế còn đây dấu cho đời. Lấy bài bên này. Sao vậy? Đấy là tiếng pháo nổ các bác nhá, nhiều người nghe cái tiếng lẹt xẹt đấy các bạn. Nhiều người nghe tiếng lẹt xẹt đấy bảo là âm bi rè hoặc loa rè. Còn âm bi là tôi đã làm video, tôi đăng, tôi bán, nhưng mà chất âm nó hay quá rồi, không đăng lên mạng. Còn âm bi Quadraphic của Mỹ. Con này để lại chơi, Quadraphic. Vâng, xin chào.